Có thể nói rằng, lý do quan trọng khiến cho tựa game Liên Minh Huyền Thoại luôn thu hút được nhiều người chơi mới hơn vào mỗi năm, cũng như vẫn giữ được sức hút với hàng trăm, thậm chí là hàng triệu game thủ đã đồng hành với họ qua những mùa giải trước đó, chính là sự thay đổi cực kỳ đa dạng qua từng năm. Vào mùa giải 2022, với phiên bản 12.1, rồng hóa kỹ và rồng công nghệ được thêm vào đấu trường công lý, khiến cho không ít người cảm thấy mới lạ. Hàng loạt những ý kiến khác nhau được đưa ra, tích cực có, tiêu cực có, nhưng chúng ta không thể phủ nhận rằng nỗ lực thay đổi của Riot cho Liên Minh qua từng năm thực sự đáng ghi nhận. Tưởng chừng như mùa giải 2022 sẽ là một mùa giải êm xuôi với đội ngũ cân bằng game của Riot, nhưng đáng buồn thay mới đây, họ đã phải đưa ra thông báo tạm thời xóa rồng hóa kỹ khỏi Liên Minh Huyền Thoại trong một thời gian. Từ chú rồng sâu số trên, ta hãy nhìn vào một bức tranh tổng thể và lớn hơn. Liệu đội ngũ sáng tạo của Riot có đang chịu trách nhiệm thực sự cho những đứa con tinh thần của mình? Hay nói một cách gần gũi hơn là không cân bằng được thì xóa. Trước hết chúng ta hãy cùng tìm hiểu giọt nước tràn ly của vấn đề này. Đó chính là việc rồng hóa kỹ bị xóa khỏi Liên Minh trong một thời gian để có thể tiện cho việc chỉnh sửa. Trước bản cập nhật mid-patch 12.2, Riot đã chính thức xóa rồng hóa kỹ, linh hồn rồng hóa kỹ và vùng ngụy trang khỏi Summoner Rift một thời gian do chưa tìm ra được giải pháp tối ưu nhất để cân bằng sức mạnh. Kể từ khi xuất hiện cho đến thời điểm hiện tại, rồng hóa kỹ trở nên quá mạnh khiến cho đứa con mới nhất của Riot Games là tâm điểm của mọi cuộc bàn luận và tranh cãi. Là một trong hai rồng nguyên tố mới được ra mắt vào mùa giải 2022, trong khi rồng công nghệ khiến cho người chơi hứng thú bằng những cổng dịch chuyển trên bản đồ tạo nên một sự đột biến nhất định trong những pha giao tranh, thì rồng hóa kỹ lại trở nên cực kỳ bá đạo, điều mà chúng ta đã từng chứng kiến tại VCS mùa đông. Sở hữu linh hồn rồng hóa kỹ vừa giúp tăng sức mạnh, mang đến cho cờ chế loại bỏ tầm nhìn ở những vùng sương mù. Riot đã cố gắng giảm sức mạnh khi rút ngắn thời gian sống sót ở dạng thay ma sau khi bị hạ gục bởi đối phương, cũng như những chỉ số cộng thêm. Tuy nhiên, linh hồn và bản đồ rồng hóa kỹ vẫn tỏ ra quá mạnh, bất chấp những nỗ lực từ phía Riot. Quay lại vấn đề chính, dù việc cân bằng đều cho tất cả các tướng trong Liên Minh gần như không thể thực hiện được và chỉ áp dụng lên một nhóm tướng nhất định, nhưng các lý do mà Riot Games đưa ra không thể cân bằng tướng khiến cho chúng ta chơi Liên Minh Huyền Thoại thực sự nghi ngờ về công sức thật sự mà Riot bỏ ra để cân bằng trò chơi trong suốt 12 mùa vừa qua. Thực tế thì Liên Minh có rất nhiều cấp bậc trình độ khác nhau, tùy theo trình độ của người chơi mà mỗi tướng trong trận đấu sẽ có điểm mạnh và yếu khác nhau. Chính vì sự khác biệt này đã khiến việc cân bằng 148 tướng dành cho mỗi trình độ là việc bất khả thi. Mark Yatter, trưởng nhóm thiết kế lối chơi của Riot Games, chia sẻ về sự phức tạp trong việc cân bằng tướng. Theo ông Yatter, Riot sẽ chia ra 4 nhóm trình độ khác nhau, bao gồm nhóm người chơi có kỹ năng bình thường tương đương xếp hạng từ đồng đến vàng, nhóm có kỹ năng bạch kim đến cao thủ, nhóm cao cấp đại cao thủ đến thách đấu, và cuối cùng là nhóm tuyển thủ có kỹ năng cũng như tư duy trò chơi, có khả năng thi đấu các giải Liên Minh chuyên nghiệp. Từ đó, ở mỗi đợt chỉnh sửa, Riot sẽ đưa ra những chỉnh sửa nhắm vào từng nhóm riêng để có thể tăng tỷ lệ xuất hiện của những vị tướng bị thất sủng ở những phiên bản trước và giảm đi sức mạnh cũng như sức ảnh hưởng của những vị tướng đang trở nên quá mạnh thời điểm hiện tại. Tất nhiên, với một công ty chuyên về mạng giải trí như Riot Entertainment thì không phải lúc nào việc cân bằng sức mạnh tướng cũng đều đúng với những toàn tướng của công ty giải trí này. Vào mùa chính, game thủ đã có một phen dậy sóng khi Akali sau khi làm lại đã có cơ chế tàng hình dưới trụ địch với chiêu W bom khỏi. Nhanh chóng, cô nàng sát thủ trở thành một lựa chọn cực kỳ hot thời điểm đó khi game tỏ ra quá mạnh với những pha băng trụ khi có thể hủy đòn đấm của trụ lên bản thân bằng cách ngưng pha băng trụ, sau đó kích hoạt W bom khói của mình để tàng hình, tránh được những tình huống phản công bất ngờ của kẻ địch. Hay gần đây nhất, Akakua còn có một phen khiến cho nhiều người chơi cảm thấy đau đầu khi Riot liên tục chỉnh sửa R sát chiêu hoàn hảo từ định hướng trở thành chọn mục tiêu, khiến cho combo của vị sát thủ đơn độc này thay đổi một cách đáng kể. Hơn thế nữa, cho dù đã qua rất nhiều đợt chỉnh sửa khi tăng nội năng tiêu tốn ở mỗi chiêu thức, nhưng sức mạnh của Akali là quá lớn. Từ đó mà những người chơi chuyên nghiệp hoặc những boy one jam Akali vẫn có thể tạo một lượng sát thương đột biến. Một nạn nhân khác của Riot Games trong việc xóa đi hoặc chỉnh sửa bộ kỹ năng vì quá khó để cân bằng của mình, đó là Ryze. Có thể nói anh bán chiếu là một trong những vị tướng được Faker yêu thích nhất trong suốt quãng thời gian thi đấu đỉnh cao. Anh có thể sử dụng nó thành thạo tới mức từ kèo thua và có thể chuyển nó thành kèo thắng với những kỹ năng cũng như thiết lập thế lính, khiến cho những midlaner đối đầu với Faker phát khóc khi thấy anh khóa vào Ryze ở giai đoạn cấm chọn. Tuy không phải là một vị tướng quá mạnh so với những lựa chọn còn lại, nhưng có thể nói mỗi khi vào tay Faker, Ryze dường như mới nhận ra rằng đứa con tinh thần của mình là khủng khiếp đến như thế nào. Để rồi sau chung kết thế giới 2015, Ryze buộc phải đổ lại chiêu của Ryze từ việc tiếp thêm 50% sát thương đầu ra bộ kỹ năng,
thành việc dịch chuyển đến một vị trí nhất định trên bản đồ. Nếu không quá thì Aurelia chính là đứa con lỗi nhất của Raph sau khi được nhà phát hành này đưa lên bàn phẫu thuật, khi cô nàng vũ kiếm sư này trở nên quá lỗi sau khi được làm lại với những pha lướt liên tục làm cho người chơi cũng cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Đầu tiên phải nói đến khả năng phá khiên của cô, khiến cho Aurelia có thể kết liễu đối thủ một cách nhanh chóng, kể cả chúng có khả năng phòng thủ mạnh. Với một cái nỏ thần Dominic được Riot cung cấp miễn phí trong bộ kỹ năng, Aurelia nhanh chóng trở thành một thiên địch với những tướng chống chịu và từ đó dần dần thay đổi meta ở khu vực đường trên. Mặc dù đã bị chỉnh sửa sức mạnh rất nhiều lần từ trực tiếp đến gián tiếp, nhưng có thể nói Aurelia vẫn là một con quái vật thực sự trong tay những người biết chơi game. Thậm chí khi vào giao tranh tổng, dùng chính xác kỹ năng thôi cũng đã đủ khiến cho Aurelia hồi một lượng máu cực kỳ đáng nể. Tuy đã bị bỏ cơ chế phá giáp, nhưng có thể nói cô nàng vẫn luôn được xem là một trong những con quái vật mà Riot đã tạo ra. Quay lại với nhận định chúng ta đã đưa ra đầu video rằng Riot cân bằng không được thì xóa bỏ chắc chắn sẽ cực kỳ phù hợp khi nói đến trường hợp của Atrox sau khi được Riot làm lại. Nó thành công đến nỗi ở chung kết thế giới 2018, quỷ kiếm Darkin luôn là ưu tiên hàng đầu của các đội tuyển ở khu vực đường trên. Khả năng đi đường tốt, lượng sát thương khổng lồ cùng lượng máu khổng lồ hồi lại sau khi sử dụng kỹ năng chính xác biến Atrox trở thành một sự lựa chọn hoàn hảo đến mức nó trở thành một tiêu chuẩn cho những tướng đấu sĩ sau này. Tuy rằng Riot đã can thiệp bằng những lần nerf liên tục trong năm 2019, nhưng sức mạnh của Atrox trong những trận đấu xếp hạng cũng như những giải đấu chuyên nghiệp vẫn còn quá lớn. Từ đó dẫn đến việc Riot buộc phải loại bỏ cơ chế hồi sinh từ chiêu cuối chiến binh tận thế, vốn là một kỹ năng tạo nên thương hiệu của vị tướng này kể từ khi được làm lại. Tuy vậy, Atrox vẫn sở hữu hàng tấn sát thương cùng với khả năng hồi phục quá lỗi. Từ đó, chúng ta đã có câu nói huyền thoại về 200 năm kinh nghiệm và đội cân bằng duyệt qua những vị tướng đáng chú ý trong quá khứ như được Akali Rework, Kuyana, Vike, mới ra mắt, Galio, Zoe, One Hit, chỉnh sửa nhiều bản cập nhật mới xong, Yumi, mới nhất là Aphelios, Samira, Zeri. Lý do cơ bản là sau việc cân bằng sức mạnh cho những vị tướng quá mạnh là để khiến meta trận đấu trở nên hợp lý hơn. Chính vì vậy, chúng tôi sẽ chỉ tập trung vào những tướng có khả năng khiến trận đấu trở nên mất cân bằng mà thôi. Nathan Lutz, nhân viên đội cân bằng tướng của Riot chia sẻ: với cách giải thích này, thật khó để những vị tướng ít được để tâm tới như Ivern, Rammus sẽ hiếm có cơ hội chỉnh sửa sức mạnh trong tương lai. Chắc chắn rằng, việc rồng hóa kỹ bị xóa và chỉnh sửa sẽ chỉ là một hạt cát trong sa mạc cân bằng trò chơi của Riot Games, và khó ai có thể chắc chắn rằng điều này sẽ lại không tiếp diễn trong tương lai.